Chào lại tất cả anh em ha. Mình là cửa hàng Trung Tiến ha, hàng máy bãi. Hôm nay tiếp tục mình quay lên anh em xem con máy xới tạc. Con này là cái loại đặc biệt nha anh em. Mà nó đặc biệt chỗ nào thì chút mình giới thiệu anh em nắm rõ hơn ha. Mình ở Mỹ An Hưng A Lấp Vò Đồng Tháp, anh em là có gần cái vị trí mình nói đó thì lại xe máy ha. Còn ở xa ở trong nước thì mình ở xa thì mình bắt buộc phải gửi thôi, gửi qua đường bưu điện. Rồi thì con máy này thì của hãng Kubota. Đó. Kubota. Đây. Động cơ nó Kubota đây. Kubota OHV. Động cơ này là 4.2 ha. 4.2 OHV, loại máy này máy máy hệ nha anh em. Máy này thì xài thì nếu anh em nào có sử dụng cái dòng máy cái kiểu này thì biết rồi đó. Nó rất là ổn định, rất ít ăn xăng. Với lại máy là nó có cái lọc nhớt. Nó lọc bụi bạn, lọc nhớt á là nó lọc rất là sạch. Anh em về chế nửa nhớt ở đây nè. Thì bụi nó vô nó gặp nhớt nó bám lại nó không có đi vô máy, nó hạn chế cái phần đó rất là hay. Rồi con máy này là đặc biệt xem nè, anh em nhìn thấy hai cái bánh không? Cái lựa chọn anh em á, thường thường là một là muốn một bánh, hai là muốn hai bánh đó. Thì con máy này nó đáp ứng đủ nhu cầu cho anh em luôn nè, đủ nhu cầu của anh em luôn đó. Anh em thấy không, nó hai bánh đó. Thí dụ như anh em muốn muốn đi bánh hẹp cũng được, mà muốn tháo ra một bánh cho nó một để bình thường giống như con máy một bánh cũng vẫn được luôn đó. Là nó có lý do, là nói chung là nó y như con một bánh thôi, nhưng mà điều một cái là nó thêm cái bánh nó thêm cái bánh nè, anh em thấy không. Cho anh em nào mà thích đi một bánh á đó. Thì nữa mình để cái bánh ngay địa điểm này nè, đó là nó một giò đó, ta gọi một giò đó. Thì bỏ cái bánh này ra, anh em đưa cái bánh này vô trong xỏ chốt vô là nó thành con một bánh đó. Lúc anh em muốn đi hai bánh thì anh em để vô, hoặc là để vô bánh này nó thành hai bánh hẹp, nó rất là tiện lợi. Còn hai nữa là máy này đây, hai nữa là máy này nè, cái số này số đi nè, 2 tiếng 2 lùi đó, 2 tiếng 2 lùi là sử dụng cái càng số này. Còn cái này là cái nhanh chậm của dao, anh em hiểu không, đánh qua lại vô trong vậy là chậm, còn da là cái lưỡi nó quay nhanh, tốc độ lẹ là mình để mình tạt đất. Còn anh em muốn đảo chiều lưỡi thì anh em cái này nè, cứ da vô 2 khớp này nè. Đó, anh em thấy không, đó cứ đảo thôi là nó ra vô thôi. Để chút mình làm cho anh em xem, là nó cứ quay ngược quay xuôi đó. Còn bộ dao đây thì bên cửa hàng mình làm nguyên bộ dao nhíp này ha. Nó mình nói thì mình có đo rồi, dao mình có đo rồi là tổng bề ngang của nó là 50 phân, nó là 5 tấc á. Còn anh em thấy cái khớp này không, anh em tháo khớp ra để tạc á, để tạc đường hẹp á đó, thì nó được khoảng 25 tới 30 phân. Nó rất là thích hợp cho anh em móc rãnh. Còn anh em muốn xới đất thì anh em để nguyên như vậy, cái đường vòng đó mình xới đất. Dao bên đây là toàn bộ, anh em lưu ý ha, dao bên đây là toàn bộ là dao nhíp hết. Dao nhíp lò rèn đập thủ công ha. Nó còn cái dấu búa này nè, chứ không phải mà nhíp mà kiểu mà nhà máy sản xuất thôi. Cho nên là cái chất lượng của nó với lại cái độ phù hợp xới đất thịt đó, nó rất là nhạy, nó rất là bén. Nó một bộ dao này đúc vô máy thì nó sẽ tăng hiệu quả hơn mấy cái dao thường rất là nhiều. Thì cái này mình cũng từng thấy, anh em muốn xem mình có cái vô kênh của mình, nó có giới thiệu dao lưỡi, cái đó là cái phần riêng của dao lưỡi đó. Máy này nói chung là còn rất là mới, sơn zin 100% luôn nha anh em.
chỉ cái bộ dao là mình lắp cái bộ dao đó cho nó xới nó ngon hơn thôi đó. Nè, bình xăng mà nó còn mới tinh luôn đó. Nói chung là mình nói cái gì là nó có cái nấy, chứ còn đó, thấy không? Rồi còn đồng hồ báo xăng vẫn còn tốt ha. Thì anh em nào có phù hợp thì mình quay tổng cho anh em xem đó. Thì anh em nào có phù hợp thì con máy thì gọi lên mình. Nói chung là cái máy dòng một bánh hai bánh thì nói chung là nó có nhiều, nhưng mà cái kiểu nó kết hợp hai thứ lại, muốn xài một bánh thì xài, muốn xài hai bánh thì xài, thì mình nó hiếm có cái dòng máy này, lâu lâu mới được một con, nhưng mà một con đẹp như vậy thì nó càng hiếm. Thì con máy này thì mình bán cho anh em là cái giá mà bao ship luôn cho anh em á, toàn quốc á, là 10.500.000 đó, anh em lưu ý ha, 10.500.000 đó, mình làm sẵn hết rồi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo lại cho mình là 10.500.000 là mình bao ship luôn cho anh em. Anh em chỉ cần đưa cọc thôi là mình sẽ ship tới nơi. Còn dòng máy này anh em có thường thường hỏi á, là máy bãi lý do biết làm sao mà nó tốt, biết làm sao nó cái chất lượng nó còn kém hay là chất lượng còn tốt, thì làm sao biết? Thì cái đó anh em phải là tin tưởng, chọn cái nơi bán uy tín, chứ còn cái chuyện nói thì ai cũng nói là máy mình tốt hết đó. Cái làm ăn thì nói chung dân làm ăn với là người ta chững chạc, ta làm ăn đâu đó đàng hoàng, thì cái nào người ta nói chuyện ra cái nấy, chứ không có gì mà cái lợi nhuận mà người ta nói nó sai lời hứa lời nói của người ta đâu. Cho nên anh em cái đó là tùy thuộc anh em chọn cửa hàng ha, mình chỉ nói vậy thôi. Gầm bọng là nước sơn với gầm đồ xin, nói chung là zin hết nha anh em thấy không? Đó là zin hết nha. Nó chỉ cái trục dao này là mình thiết kế thêm rồi mình sơn nó lại thôi, chứ cái dao lưỡi mình làm cho nó tốt hơn thôi, chứ mà mọi thứ đều ngon hết, đều zin hết. Rồi để mình giật máy cho anh em tham khảo ha. Máy này thì rất là nhạy. Đó. Chị Galaxy là nó vậy nè. Tốc độ nó, nói chung anh em máy này anh em tạt thì khỏi nói rồi. Còn anh em muốn quay đầu rồi có nha. Muốn quay đầu là hết. Nè, dừng lại nè. Cho nó chạy tới nè. Đó. Đó, nó đảo lưỡi rồi được hết nè. Cái này nó vô con rất là nhẹ nè, anh em cứ bấm này thôi. Bấm này xuống nè, vô nè. Thấy không, lưỡi nó quay á. Còn muốn ngắt lưỡi thì cứ nhấn cái nút đỏ này xuống, cái cây đỏ. Đó. Đó rất là nhẹ. Ra. Đó. Anh em thấy là nó đi rất là, anh em thấy tốc độ đó thì anh em biết rồi đó. Còn cái số đây nè, mình đi luôn nè. Nói số 1 lùi chậm, tiến nhanh lùi nhẹ, tiến chậm lùi chậm á, à lùi nè, anh em thấy không đó. Rất là chỉnh con máy. Còn mình đi số lẻ nè. Số lẻ đó. Còn lùi lẻ ha. Đó. Nói chung máy là nó. Rồi tắt máy đây nè. Nói chung là con máy này là nó có hai cái lựa chọn, nó đa năng với lại là nó nhiều cái lựa chọn cho anh em làm việc. Còn anh em muốn quay đầu lại thì anh em cứ nhấn cái cây này, cứ nhấn xuống rồi quay thôi, không có gì đó. Muốn đi ngược đi xuôi gì đó quay đầu được nha. Đó,
cứ nhắn xuống thôi, mình có anh tay thì nói vậy anh em biết rồi, anh em cứ quay cái nào nó thiết kế quay được là được đó. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cái giá máy mình bao ship nãy mình lúc nãy mình có nói rồi đó, là 10.500.000 đó. Còn anh em nào mà lại cửa hàng mua, lại cửa hàng mua thì cái giá nó là 10.000.000 ha, thì mình có nói rõ vấn đề để máy móc thì mình tính toán cái giá cả nó rất là hợp lý, nó đúng cái giá trị của con máy. Chứ còn anh em nào mà có ý định trả giá là như cái ý mình mua thì tốt nhất là mình cũng không có bán, rồi nói chung là nói chuyện cái đó phần đó thì mất công tốn thời gian ha, mình cố gắng tìm cái giá tốt nhất cho anh em rồi nó tiền nào của nấy, thì anh em cũng hiểu rồi đó, trên đời này không có gì rẻ mà tốt hết. Rồi thôi mình cũng chào tạm biệt anh em ha, nếu anh em thấy ưng ý thì gọi ngay lại cho mình thì chốt con máy này về xài ha. Máy này thì giới nói chung là nếu anh em nào đắt pha cát với lại đắt cồn á, ở miền Tây là có cồn á đó, thì đất này làm rất là đã, mấy máy này làm đất đó rất là đã, nói chung là nó rất là tốt phù hợp đó, đất pha cát anh em lưu ý ha, đặc biệt như dùng ở Tây Ninh mấy dùng đất đỏ này kia hay là gì, mấy nói chung là đất xốp, đất pha cát là nó xốp thì anh em làm rất là tốt đó, công sức này nói chung là nó không mạnh mà nó cũng không yếu, mà làm loại đất đó thì rất là ngon. Rồi thì còn cái gì không hiểu thì anh em cứ kết bạn Zalo. Đó, cái bạn Zalo để mình quay trực tiếp cái gì anh em muốn biết về con máy này, cứ gọi cho mình tư vấn thêm ha. Tại ở đây thì anh em xem nó chung cho nên là mình không nói chi tiết nhiều, nó mất thời gian cho anh em ha. Thôi chào tạm biệt anh em nha.